Hi Hi Coi TV xin kính chào và cảm ơn tất cả mọi người đang xem video mới nhất của Hi Hi. Và mọi người xem thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho Hi Hi nha mọi người, để có động lực để tiếp tục ra những video tiếp theo nha mọi người nha. Thì có ai mà gửi bàn tay cho Hi Hi mà lâu quá mà chưa thấy video á, thì thông cảm gửi liên hệ lại với Hi Hi. Chứ giờ Hi Hi cũng rối lắm, mà Hi Hi rờ vào Hi Hi cũng không biết nằm đâu hết á. Hi Hi chỉ nhờ vợ lấy bàn tay ra, những ai mà đưa trước thì lấy ra trước để xem thôi, chứ giờ Hi cũng không có rời vô cái Zalo đó mọi người ha. Nên mọi người thông cảm, có gì thì liên hệ cho Hi. Nói về cái bàn tay của chị gái này thì ba gò kim thủy tinh và mộc tinh thì nó không có được đầy lắm. Nói chung chị không có cái phước để mà nhờ cái đức của ông bà tổ tiên cũng như là cụ quyền cũng như là cha mẹ nhiều lắm. Cái bàn tay của chị thì chị cũng ăn ở hiền lành, giúp đỡ người, thương người, và cái bàn tay của chị cũng tạo ra được 30-40 phần phước đức. Nhưng mà trên cái lòng bàn tay của chị thì chị đã 90 phần phước đức rồi, chị nhờ của ông bà ít lắm nên chị cũng gọi là hơi kém đức nha. Nói về cái bàn tay của chị thì cũng thông dong, tự tại tốt, giữ tiền tốt, tình cảm thì cũng khắng khít. Nói chung là chơi với bạn bè thì cũng được, cũng có qua có lại tốt, nhưng á mà chị làm ơn thì nó cũng hay gặp mắc oán lắm. Nên chị cũng ít tiếp xúc với bạn bè thì nó cũng hay hơn. Bàn tay của chị thì thấy con đường tình của chị á, nó có một cái mối tình mà nó lộn ngược á. Chị rất là hào hoa, cũng khá là chung tình, nhưng mà có một cái mối tình lộn ngược giống như là cái mối tình xưa cũ á, thì người ta rất là thương chị ha. Mặc dù thời gian có trôi qua nhưng mà người ta vẫn rất là thương yêu và suy nghĩ về chị, ôm cái ước mơ rất là nhiều. Thì về cái mặt này thì chị cũng cố gắng giữ gìn làm sao cho mà nó đừng có vướng bận vào những cái chuyện khác, thì bàn tay của chị nó mới được một đời yên ấm được ha. Còn nói về cái chuyện quan trọng nhất của chị á, thì cái bàn tay của chị nó khổ tâm lắm. Chị hay suy nghĩ nhiều nè, buồn rầu một mình, không biết than thở với ai, rồi hay âm thầm lặng lẽ giống như khóc thầm một mình vậy đó. Thì trong 3 tới 5 năm qua hay là nhiều năm trước á, thì bây giờ em thấy cũng đã vơi bớt rồi và nó sẽ có cái sự đền bù cho chị. Còn nói về cái tiền bạc á, thì cái bàn tay của chị thì em thấy rất là lanh lẹ, làm ăn đồ rất là có tiền. Nhưng những năm qua chị không có giữ tiền được, có thì nó hết, có thì nó hết. Về cái mặt này chị đã bị tiểu nhân hại rồi, bị tiểu nhân nó ghen ghét, nó hại. Hoặc là chị đã vướng, chị đã bị vướng rồi nha. Chị giống như bị vướng cái phong long mà người ta hại chị, hoặc là người ta làm ăn thất bại thất bát rồi đó. Người ta làm ăn nó thất bại thất bát đồ, bắt đầu người ta mới gỡ cái xui xấu này, người ta vợ gỡ cái này ra, người ta hại chị đó. Vậy vô tình vướng vào cái này nên những cái năm qua chị làm ăn thì thấy có tiền có bạc lắm, lanh lẹ, làm chụp cái này chụp cái kia có tiền lắm, nhưng mà nó vẫn đi hết chứ nó không có nằm lại. Đó là về cái vấn đề này, thì chị cần phải giải cái vương này đi, xong rồi thì mình mới bắt đầu cầm tiền cầm của đồ lại, cái chuyện gia đình hạnh phúc đồ đó, nó cũng bớt cái lao đao lục lục lại ha. Nên chị cần giải cái vương này đi thì nó sẽ yên ổn lại thôi ha. Còn cái tính chị thì cũng hình như em nói rồi sao á, em điện thoại tới cái em quên luôn, hiền, đạo đức tốt, thương người, nhưng cũng hơi dễ giận dễ hờn, mong nước mắt đó. Còn con đường trí thức, con đường học vấn của chị á, thì tuy là học rất là ngắn nhưng mà nó có nối tiếp, giống như chị có học thêm cái ngành nghề gì đó. Và nhìn thì cái bàn tay của chị là rất là thông minh sáng dạ ha, chị học là hiểu, học là hiểu, học ở trường đời
cũng như là học ở bạn bè, cũng như là trên con đường làm ăn á, chị học hỏi rất là sáng, rất là thành đạt, chứ không có gì xấu hết. Và con đường kinh doanh của chị cũng khá là rõ ràng. Nếu mà chị có cái ước mơ buôn bán, mở mang buôn bán hay làm cái gì về kinh doanh thì về cái mặt này nó hoàn toàn thành công tốt đẹp, nên chị cứ mạnh dạn mà làm chứ không có gì hết ha. Cái bàn cổ tay của chị á, âm phò rất là tốt luôn đó chị, nó người âm người ta đi theo, người ta phù hộ cho chị rất là tốt luôn. Về con đường xuất cảnh cũng vậy nha, con đường xuất cảnh á, thì thông thường người ta sẽ đi từ con đường trí thức hoặc là con đường hôn nhân hay là gia đình bảo lãnh gì đó, nhưng mà con đường xuất cảnh của chị á, thấy rằng là âm phò không à, giống như cái người âm này người ta đi theo chị á, người ta giúp sức cho chị để cho chị đi nước ngoài đó. Thì về cái mặt này nếu mà chị đã đi rồi thì có cơ hội định cư rồi tốt, nhưng mà chưa đi thì chị cứ nuôi cái ước mơ ý chí và mình tạo thêm cái nhiều cái duyên lành đó, để mình có cơ hội mình thực hiện cái ước mơ của mình là mình đi nước ngoài du lịch hay là đi định cư gì đó, thì về cái mặt này rất là tốt ha. Còn nói về con đường mạng đạo của chị á, thì nó cũng khá là vững vàng, không có đau bệnh ốm yếu gì đó. Và cái tuổi thọ của chị thì nó nằm ở khoảng từng 81 tới 91 tuổi, tuổi thọ rất là tốt. Và con đường mạng đạo của chị trong năm nay thì chị sẽ xui ở tháng 9 cũng như là tháng 12 âm lịch. Nếu như có va chạm cái gì đó hoặc là làm ăn rồi gì thì hai cái tháng này chị cũng nên tránh ra, cũng như là xe cộ phương tiện đi lại cũng cẩn thận, không nên đi xa, đi tắm sông tắm biển hay là đi du lịch ở đâu thì cũng né hai cái tháng này ra, hai cái tháng xấu của mình ha chị ha. Về con đường mạng đạo của chị ha, cũng thấy âm phò, mà con đường xuất cảnh cũng thấy âm phò. Cái nói chung là bàn tay của chị thấy âm phò nhiều lắm, người ta đi theo độ cho chị rất là tốt, nên những cái gì mà xui xấu của chị giống như 10 phần thì nó còn lại có 3 phần thôi, người ta che chở cho chị hết. Nên những cái năm vừa qua tuy là chị xấu, chị bị hại, nhưng mà nó chỉ là về cái vấn đề tiền bạc đôi chút thôi, chứ nó không có liên quan tới cái bổn mạng của mình cũng như là cái sức khỏe đồ của mình. Đó là do những người âm phò này, người ta phò chị rất là tốt luôn, phò đủ đủ nơi luôn, đường nào người ta cũng phò. Cái bàn tay của chị là được âm phò rất là tốt, nên về cái mặt này chị cần nên á hương khói cũng như là cầu nguyện nhiều, nó cung cấp đồ cho người ta thì người ta sẽ phò trợ cho chị từ đây đến sau này rất là tốt. Còn về cái bàn tay của chị á, thì năm nay á em thấy trên đỉnh kim tinh của chị nó có một cái lộc khá là lớn, cái lộc bất ngờ này thì không biết là từ trúng số đồ gì hoặc là từ ai mà ở phương xa giúp đỡ cho chị á, thì chị cứ mong đợi năm nay từ đây tới tháng 8 nhất định sẽ có cái lộc này rất là thành công, rất là lớn. Nó có ai hứa hẹn gì với chị mà giúp chị một số tiền lớn rồi gì đó thì năm nay em thấy là hoàn toàn là từ đây tới tháng 8 là chị sẽ cầm được cái lộc này đó, nên rất là tốt chứ không có gì hết ha. Để nói về con cái thì sau này chị sẽ nhờ được ba đứa con song toàn hiếu thảo, thì nhờ ba đứa con tốt chứ không có cái gì hết nha. Để em coi lại một lần nữa thì cái bàn tay của chị, bàn tay của chị thì khá là nặng gánh gia đình ha, như là lo cho gia đình rất là nhiều. Bàn tay của chị thì nó đã bớt rối tâm rồi ha, nó không còn như những năm về trước, năm 7 năm hay 3 năm về trước, bây giờ nó bớt rối tâm rồi. Và con đường công danh sự nghiệp thì nó đang từng bước nó leo thang lên, cũng như là những cái gì đức phước của chị đã tạo ra thì cũng đã được ân trên chứng và đóng khung rất là đẹp rồi. Thì em mong rằng cái năm nay á chị có một cái nhưng mà cái điều quan trọng nhất của chị bây giờ chị phải giải cái vương này đi, giải cái vương mà người ta đã hại chị đây, để những năm qua chị làm ăn nó hư bột hư đường, cũng như là tình cảm gia đình thì nó cứ lận đận lao đao á, thì bây giờ chị nhất định phải giải cái vương này đi, để từ đây tới tháng 8 chị sẽ thuận lợi nhận được cái đại lộc này.
từ một người giúp đỡ hoặc là một cái lộc bất ngờ từ thiên tạo cho chị. Nhưng mà cái này thì em thấy nếu mà có ai ở phương xa mà hứa hẹn giúp đỡ chị á, thì cái lộc này em thấy rất là rõ ràng ha. Nên chị, quan trọng của chị là phải giải cái vương này để cho nó khỏi đeo bám mình. Chứ những năm qua là em thấy chị làm có tiền là nó đi hết do cái vương này, và những cái gì giống như những cái cơ hội gì, những cái cơ hội tài lộc gì mà nó gần đến với mình á, mình gần chạm tay vào được thì nó lại buông ra, nó lại thất bại. Đó là vì cái vương này hết. Thì về cái mặt này chắc chị cũng làm ăn đồ cũng có người người ta ghét, người ta hại, thì hoặc là có vô tình thì cũng có ha. Nhưng mà đa số thì em thấy làm ăn đồ thì hay bị hại về cái vương này nhiều. Nên có gì thì chị cứ liên hệ với em sẽ giải cái vương này cho chị, để cái tài lộc của năm nay nó đến với chị một cách tốt đẹp, cũng như là cái hạnh phúc gia đình nó không còn lận đận như những năm vừa qua nữa. Thì chị sẽ từng bước đi lên vững đẹp thôi, thì không có gì hết ha. Nên về cái này thì chị cứ suy nghĩ kỹ lại, nếu mà cảm thấy cần em giúp thì em sẽ giúp chị hết mình, còn không thì thôi. Đó. Thì em xin chúc chị sức khỏe và làm ăn phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.